chính xác vị trí cái thiết bị đang ở đâu, để có thể là gì hỗ trợ cho các bạn theo dõi là gì, theo dõi chồng con liên quan đến cái việc ngoại tình này, theo dõi xe ô tô, xe máy, đấy, con cái hoặc là cái vật nuôi trong gia đình các bạn nhé. Thì bên cạnh đó thì nó có các tính năng thêm nữa là gì, xem lại lịch sử di chuyển của thiết bị, thiết lập cảnh báo vùng an toàn, ghi âm siêu nhạy, nghe lén rõ ràng và tự động gọi lại cho chủ nhân khi có âm thanh trên 6 decibel các bạn nhé. Và sau đây thì tôi sẽ cùng các bạn, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một thiết bị định vị nghe lén, ghi âm cực kỳ tinh vi và siêu ngụy trang. Thì với cái thiết bị này thì trên thị trường hiện nay thì tôi dám khẳng định với các bạn nó là cái thiết bị mà thông minh nhất, nhỏ nhất cũng như là gì, định vị chính xác nhất thời điểm hiện tại. Và bên cạnh đó thì với cái dung lượng pin lên đến 1100mAh thì nó đang là gì, được đánh giá là số 1 về cái dung lượng pin. Thì với cái dung lượng đó thì các bạn có thể sử dụng liên tục trong vòng đến 4 đến 5 ngày các bạn nhé. Thì các tính năng chính của cái thiết bị này, khám phá cái thiết bị này. Thì bên trong của vỏ hộp thì nó bao gồm là gì ạ? Một quyển hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, mang hai ngôn ngữ, một tiếng Anh và một tiếng Trung. Thì để có thể hỗ trợ cho các bạn trong sự lần sử dụng đầu tiên thì chúng tôi sẽ kèm theo trong hộp máy là một quyển hướng dẫn sử dụng mang ngôn ngữ tiếng Việt các bạn nhé, rất là rõ ràng và dễ hiểu các bạn nhé. Đây là cái thiết bị N16, rất nhỏ gọn các bạn ạ. Đấy, nhìn nó rất là khôn. Một chiếc cáp sạc và một chiếc dây treo thì để các bạn có thể là móc vào xe hoặc là móc vào cái gì đó, hoặc cho trẻ đeo, hoặc là thú nuôi nhà bạn nhé, thú cưng á đeo. Thì để sử dụng cái thiết bị này thì các bạn vui lòng ạ, mở giúp tôi cái nắp bên trong đây, mở cái nắp bên ngoài thì để mà nó sẽ mở bên trong ra các bạn nhé. Đó, thì như các bạn nhìn thấy ở bên trong này gì, nó có bao gồm ạ, ở đây các bạn nhìn ạ, đây là cái nút tắt bật nguồn này. Đấy, thì các bạn có thể là khi các bạn mở ra này thì các bạn có thể sử dụng, sau đó các bạn có thể sử dụng một cái que chọc sim để các bạn ấn, hoặc là một cái vật bất kỳ nào đó để các bạn có thể ấn cái vật này vào cái nút này các bạn nhé. Đây là ba cái nút này, ba cái lỗ. Đấy, lỗ báo này, đèn báo này, thì các bạn nhìn nó vẫn báo dung lượng pin này, báo sóng này. Đấy, thì đèn nó sẽ nháy, đây ba cái đèn. Đấy, bên dưới là nó một cái khe sim, đây các bạn nhìn nhá, khe sim này. Đấy, các bạn lật lên đây là sẽ để sim 3G các bạn nhé. Và trên cái khe sim nó có một cái khe cắm thẻ nhớ micro SD. Thì thẻ nhớ để làm gì? Các bạn với cái sản phẩm này thì các bạn có thể là sử dụng thẻ nhớ để các bạn lưu lại các cuộc ghi âm các bạn nhé. Đó. Thì với cái thiết bị này thì ngoài cái tính năng là gì, theo dõi điều khiển qua SMS thông thường, tin nhắn SMS thông thường các bạn nhé, thì nó có thể sử dụng tinh vi hơn, tức là gì, nó sử dụng ứng dụng trên điện thoại smartphone hoặc có thể trên PC các bạn nhé. Thì ứng dụng của nó là gì, 365 GPS. Thì một trong nữa thì tôi cũng sẽ là giới thiệu với các bạn rõ ràng hơn về cái thiết bị này. Thì bên cạnh đó nó có một cái tính năng vượt trội nữa là gì, con này thì nó sẽ có tích hợp nam châm. Đó, tích hợp nam châm các bạn nhé, thì các bạn sẽ không phải sử dụng với những cái con tiền nhiệm trước thì nó sẽ không có cái nam châm, thì các bạn có phải sử dụng thêm dây buộc hoặc là gì, cái băng dính. Đó, thì ở đây tôi sẽ thử cho các bạn luôn. Đó, dính luôn các bạn nhé. Đấy, rất là tiện luôn. Thì để sử dụng cái thiết bị này thì các bạn vui lòng chuẩn bị dùng tôi một chiếc sim 3G của các nhà mạng, ví dụ như Vinaphone, Mobifone hoặc là Viettel, và một cái thẻ nhớ. Thì cái thẻ nhớ thì để các bạn có thể là ghi âm giữ lại để sau đó các bạn chuyển sang máy tính các bạn nghe nghe sau. Còn thông thường thì với cái thiết bị này thì nó sử dụng ứng dụng, thì các bạn có thể là ghi âm trực tiếp bằng ứng dụng và ghi âm trực tiếp lên cái điện thoại của các bạn. Đấy, lên thiết bị của các bạn. Các bạn vui lòng gì lắp dùm tôi cái sim phía dưới nhá. Các bạn quay đúng chiều, đây nó có cái mặt khuyết này, thì các bạn vui lòng chuẩn dùm tôi. Và sau đó các bạn ấn cái thẻ nhớ micro ở trên.
Đấy, tiếp theo là gì? Các bạn sử dụng cái quay chọc sim này, các bạn ấn nút để các bạn bật nguồn. Đấy, các bạn giữ lúc nào đèn ba đèn nó nháy nhá thì là cái tín hiệu đã được bật, cái đèn là cái thiết bị đã được bật các bạn nhé. Đó thì sau đó các bạn sử dụng dùm tôi một cái điện thoại. Như ngày trước thì các bạn có thể sử dụng một cái điện thoại là gì thông thường, không cần phải sử dụng cái điện thoại smartphone với cái tính năng là gì, nhắn tin qua SMS thì để mà theo dõi. Còn đầu tiên để mà sử dụng cái thiết bị này thì các bạn vui lòng gì nhắn tin cái cú pháp là gì 000 thăng số điện thoại mà các bạn số điện thoại của cái sim này mà các bạn gắn trên thiết bị các bạn nhé. Sau đó các bạn kết thúc bằng phím thăng. Thì sau đây tôi sẽ thử làm để cho các bạn nhìn thấy. Thì cái nhắn tin cú pháp này để làm gì? Ban đầu là gì? Để chúng ta là gì? Dành quyền quản trị cho cái sim này trên thiết bị. Sau đó chúng ta mới thao tác tiếp các ứng dụng tiếp theo. Thì để mà nhắn tin như vậy thì các bạn đây. Đấy các bạn nhé, cú pháp là gì 000 và cái số điện thoại mà trên cái sử dụng cái điện thoại này các bạn muốn để làm có quyền admin á, thì tôi sẽ sử dụng cái số trên tôi lắp ở trên cái điện thoại này và tôi sẽ nhắn đến cú pháp đến cái số tôi để trong cái thiết bị. Thì đây 000 số điện thoại của tôi, sau đó là thăng nhắn đến cái số này để giành quyền admin các bạn nhé. Đấy, sau đó các bạn vui lòng chờ cái thiết bị nó sẽ nhắn lại một cái tin nhắn là gì xác nhận quyền admin đó, thì nó đã báo đây admin trader đó nhá. Thì bây giờ là gì, để các bạn ghi âm cái nghe lén đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng cái chức năng nghe lén đầu tiên này. Thì các bạn vui lòng gọi trực tiếp, sử dụng điện thoại gọi này trực tiếp đến cái thiết bị số trong thiết bị các bạn nhé. Đó, thì khi các bạn gọi đến là gì, cái thiết bị nó sẽ tự động bắt máy. Thì như các bạn nghe thấy tôi đang bật loa ngoài thì là gì, nó sẽ bị vang, bị vọng cái âm thanh, vì sao? Bởi vì là hai cái thiết bị này đang xung âm thanh các bạn nhé. Còn nếu trong cái bình thường thì các bạn yên tâm, tôi khẳng định luôn là nó sẽ không phát ra một tiếng động nào cả các bạn nhé. Đó, thì đấy là cái rất là chuẩn rồi đúng không ạ? Thì bên cạnh đó là gì, để các bạn có thể sử dụng qua cái tin nhắn SMS thì nó sẽ có những cái chức năng như sau. Cái thứ nhất là để ghi âm đoạn tin nhắn này, ghi âm thì tự động á, thì các bạn soạn tin nhắn 111 và gửi đến cái số điện thoại đang nằm trong cái thiết bị này, thì thiết bị nó sẽ tự động ghi âm là mỗi file là 10 phút đấy. Sau đó thì gì, khi nó dừng thì các bạn muốn ghi âm tiếp, các bạn lại phải gửi thêm một cái tin nhắn tiếp là 111 để ghi âm tiếp cái đoạn tiếp theo là 10 phút các bạn nhé. Và để mà gì kích hoạt cái tính năng là gì tự động ghi âm khi phát ra âm thanh, thì các bạn vui lòng soạn tin nhắn giùm tôi 222 và gửi vào cái thiết bị này. Thì khi có âm thanh thì thiết bị nó sẽ tự động nó ghi âm vào cái thẻ nhớ các bạn nhé. Đấy, còn tiếp theo là gì, để cái thiết bị nó gọi lại cho chủ nhân, tức là gọi lại cho cái số này, số admin này, ví dụ như số của tôi đăng ký này, thì các bạn sẽ vui lòng gì soạn tin nhắn 777 gửi đến cái thiết bị này, thì nó sẽ là gì tự động gọi lại khi mà có cái âm thanh phát ra trên 6 decibel các bạn nhé. Và nữa là gì ạ, đấy thì còn cái nữa là để mà trong cái trường hợp mà các bạn muốn xóa clear cái thẻ nhớ thì các bạn vui lòng gì soạn tin nhắn 444 để mà nó xóa sạch đi các bạn nhé. Thì với cái các tính năng đó thì chúng tôi sẽ là gì gửi chi tiết hơn cho các bạn vào cái trong cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt của chúng tôi các bạn nhé. Đó thì sau đây tôi sẽ tiếp tục là hướng dẫn các bạn sử dụng cái tính năng ưu việt hơn, tức là gì cái sử dụng trên cái ứng dụng điện thoại đúng không ạ. Thì để sử dụng cái ứng dụng trên điện thoại thì các bạn vui lòng gì vào App Store hoặc CF Play tương ứng với hệ điều hành iOS hoặc là
Android. Thì các bạn tải dùm tôi là gì, ứng dụng 365 GPS. Đó, thì khi các bạn tải về và các bạn ấn mở ra thì ở đây nó sẽ yêu cầu đăng nhập các bạn nhé. Thì ở trên cái thiết bị này này, đó thì nó có một dòng mã vạch, kèm theo đó là nó là có những cái dòng chữ số này. Thì các bạn vui lòng gì nhập dùm tôi tất cả các ký tự bên phía trắng và bỏ lại ba số trên trong cái ô màu đen, tức là cái mã của cái sản phẩm, thì các bạn nhập vào dùm tôi ạ. Còn mật khẩu mặc định của nó sẽ là 123456 các bạn nhé. Đó. Thì đây là gì? Tôi đã kết nối với cái thiết bị này rồi, xong. Thì bên trong này nó rất là nhiều các tính năng này. Thì nó cũng thông thường, nó thay vì cái việc mà chúng ta phải nhắn tin thì ở đây là gì? Nó sẽ có cái các tính năng đó, đúng không ạ? Để định vị cái thiết bị thì các bạn vui lòng ấn vào dùm tôi, ấn vào check này. Đó. Ở đây là cái vị trí của tôi đang ở đây. Thì các bạn có thể xem theo chế độ bản đồ nhé, hoặc là chế độ vệ tinh. Đấy, thì này, các bạn có thể ấn sang vệ tinh. Đây, nó chính xác luôn. Thì với cái thiết bị này á, thì nó cũng sẽ có sai số, nó sai lệch khoảng 30 mét các bạn nhé. Khoảng 30 mét, chính xác nó khoảng 30 mét các bạn. Đấy, rất rõ, định vị từng mái nhà luôn, đúng không ạ? Thì với cái định vị như thế này thì các bạn sẽ biết được, ví dụ là chồng con chẳng hạn, là chồng bạn đang ở đâu. Đấy, thì các bạn có thể biết là gì, ví dụ công ty này, các bạn trong thời gian làm việc các chồng bạn đang ở công ty, tuy nhiên là gì, hiện tại thì cái chồng bạn đang ở đâu đó không phải ở công ty, thì các bạn sẽ có thể là gì hỏi thử xem nó ra làm sao, đúng không ạ? Nhá, thì đấy là cái tính năng định vị. Thì bên cạnh đó là cái tính năng là gì, ở đây là nó là tính năng gì ạ, playback. Tức là gì, nó xem lại cái quãng đường di chuyển của cái thiết bị này. Thì tức là các bạn sẽ biết được là gì, ngày hôm nay chồng bạn đang đi đâu. Nếu các bạn là gắn cái thiết bị này ở trên cái xe của chồng, hoặc là đem để trong túi sách, ba lô túi sách chẳng hạn các bạn nhé. Thì ở đây là các bạn có thể là giới hạn này. Đây là cái email, date là ngày bao nhiêu đó thì các bạn đánh vào. Start time thì bắt đầu, ví dụ như các bạn chồng bạn bắt đầu đi ra khỏi nhà đi làm là lúc 7:30 chẳng hạn. Nếu bạn ghi là 7:30. Đấy, và end time thì tức là gì, đến cái thời điểm mà chồng bạn có mặt ở nhà rồi, đúng không ạ? Sau đó thì là gì, các bạn sẽ bấm vào là gì, confirm là ok, thì là gì, nó sẽ hiển thị ra cái quãng đường của cái thiết bị này đã di chuyển. Đấy, như ở đây chẳng hạn, như của tôi đây thì là gì, nó đi quãng đường rất là ngắn. Đấy, nó chỉ vì là thiết bị mới, nó chỉ cũng đi chỉ mới đi như thế này thôi, đúng chưa? Đó, thì các bạn có thể là nhìn rất là rõ rồi, đúng không ạ? Quãng đường là gì, hiện tại là cái thiết bị nó đang đứng im, ở đây nó sẽ có hiển thị cả vận tốc nhé. Đấy, cái vận tốc hiện tại là gì, 0 km này, thì là quãng đường di chuyển là 0.256 m. Đấy, km thì tức là nó là gì, 256 m, thì từ cái quãng đường di chuyển của thiết bị này. Đây, thì ở đây là gì, nó là cái chính là cái tính năng tiếp theo, là cái tính năng gọi là gì, tạo vùng an toàn. Đó, thì các bạn có thể là tạo cái vùng an toàn, tức là gì, cái vị trí hiện tại nó ở đây, thì các bạn có thể là đặt đây thì lại theo là để các bạn giám sát là xe cộ hoặc là con cái này, vật nuôi này. Thì các bạn có thể là gì gắn vào đó, thì các bạn giới hạn trong cái vị trí an toàn, tức là từ cái thời điểm này, từ vị trí của bạn đặt cái thiết bị này, thì các bạn có thể giới hạn 500 m này. Bán kính 500 m thì cứ thế là nó sẽ mở rộng thôi, hoặc bao nhiêu mét đó. Thì đây là từ nhà này, còn đây từ trường chẳng hạn. Đây các bạn có thể để ở đây nó sẽ là nhà, trường và công ty. Các bạn có thể là giới hạn, sau đó các bạn ok, lưu nó lại. Thì đó, thì khi mà cái thiết bị này nó di chuyển khỏi cái vùng an toàn thì nó sẽ tự động là gì, gọi cảnh báo cho cái số điện thoại của bạn bạn nhé. Đó, thì cái đấy thì các bạn cũng sẽ vui lòng lưu ý, nó tính năng rất là ưu việt và nó rất là tiện sử dụng. Đây, chính tính năng nữa là cái tính năng tự động gọi lại khi có cái âm thanh các bạn nhé. Thì các bạn có thể là gì, đánh cái số mà các bạn muốn, là chính là cái số này này. Ví dụ của tôi sẽ sử dụng cái số này luôn, là để mà nó sẽ là ghi nhớ lại số điện thoại là 09 bao nhiêu đó. Các bạn có thể là điền số của các bạn vào các bạn nhé, sau đó các bạn ấn confirm. Đấy, là gì, xác nhận cái số điện thoại này.
Sau đó các bạn có thể là thử đây, các bạn thử gõ ở đây, ví dụ là các bạn gõ cái thì nó sẽ là ok, thì nó sẽ tự động gọi lại nếu mà cái số điện thoại các bạn đã đăng ký đây là nó đã gọi lại các bạn nhé, có âm thanh là nó sẽ gọi lại ngay. Đấy, các bạn nghe rõ không ạ? Ở đây là cái tính năng rất là hay này, thì các bạn có thể khi mà các bạn để cái thiết bị ở đâu đó có tiếng âm thanh thì nó sẽ tự động nó gọi lại cho các bạn, và các bạn có thể là gì nghe được toàn bộ cái cuộc đàm thoại đó, bởi vì âm thanh đây nó chất lọc cực kỳ tốt luôn, cực kỳ tốt, nó không có tạp âm các bạn nhé. Đó. Thì ngoài ra thì ở đây nó sẽ có rất nhiều cái tính năng, ví dụ đây này, tin nhắn này thì nó sẽ tự động nhắn tin lại này, bên cạnh đó là power saving này. Thì là gì, ở đây thì các bạn có thể là tiết kiệm hơn là gì, các bạn có thể cài đặt ở đây ví dụ báo động này các kiểu này. Đấy. Setting thì các bạn ở trong này thì các bạn có thể cài đặt nhiều hơn, cài đặt bản đồ này đấy, theo có hai loại là Google hoặc là Baidu này thì nó là của Trung Quốc rồi đấy, thì như chúng ta mình thì là mình sẽ sử dụng là Google. Ở đây là các bạn sẽ là đặt cái mật khẩu nhá, thì các bạn có thể thay đổi cái mật khẩu để dành cho riêng mình nó. Ví dụ như mật khẩu ban đầu của nó, ví dụ thiết bị này là 123456 đây. 456 thì các bạn sẽ là đánh vào đây, xong các bạn ấn new password, tức là cái mật khẩu mới của bạn, xong các bạn ấn lại một lần nữa ở cái confirm để xác nhận nó, xong các bạn ấn vào đây thì nó sẽ là ok. Còn mặc định là mật khẩu của nó sẽ là 123456 các bạn nhé. Thì sau control thì các bạn ở đây thì các bạn có thể bật tính năng là gì? Tính năng điều khiển âm thanh, điều khiển âm thanh á. Đó. Thì đây là khi mà các bạn không sử dụng nữa, các bạn ấn vào log out, các bạn xác nhận nó là nó sẽ là thoát. Thì bên này nữa thì nó cũng sẽ rất là nhiều cái tính năng nữa, đúng không ạ? Thì ở đây thì nó còn nhiều tính năng, ví dụ là rồi đo nhịp tim, sức khỏe này. Đấy, đồng hồ báo này. Đấy, voi ghi âm này. Đấy, khởi động lại thiết bị này, tự động khởi động lại nhá. Thì các bạn ở xa các bạn có thể ấn qua đây để nó sẽ khởi động lại cái thiết bị đó. Đấy. Nhá, thì ở đây nó rất là nhiều tính năng. Thì với cái thiết bị này khi trong cái quá trình sử dụng á, thì các bạn có vấn đề gì khó khăn thì các bạn có thể là gì gọi điện trực tiếp để chúng tôi hỗ trợ cho các bạn nhé. Thì với thiết bị này thì chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một thẻ nhớ và một cái SIM 3G các bạn nhé. Thì các bạn khi các bạn về các bạn sử dụng chỉ sẵn sàng sử dụng thôi, chứ nó không có cái vấn đề gì mà các bạn phải lan tan nữa, các chúng tôi sẽ cài đặt sẵn cho các bạn. Đấy, cài đặt sẵn cho các bạn. Còn trong cái trường hợp mà các bạn muốn tăng cái dung lượng thẻ nhớ thì các bạn có thể là mua cái thẻ nhớ nó cao hơn, đúng không ạ? Hoặc các bạn có muốn thay cái thẻ SIM, các bạn có thể là gì mua cái thẻ SIM cho riêng mình để các bạn có biết